Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là cái con diệp già. Hôm nay nó lên chữ tôi quá trời quý vị. Đúng là cái bản chất của một con gọi là già mà thật sự nó gọi là nó mất nết, già mà nó không có học. Con này chung nó thật sự quý vị. Từ nhỏ tới lớn là đẻ ra đó rồi thật sự bó bụi chuối bụi chanh đó, rồi bây giờ nó lớn lên đó rồi bây giờ không có công ăn việc làm, rồi bây giờ lên không gian mạng đó rồi cái là chửi thuê, lên không gian mạng rồi nhận tiền bắt đầu là chửi thuê chứ đồ. Mà con này nó ngu lắm quý vị, nó lên nó chửi người ta đó, nó lên nó chửi người ta mà thật sự quý vị, nó phải là đi kể như là có những cái kịch bản người ta soạn sẵn rồi nó cứ đọc kịch bản thôi. Một trong những con gọi là dốt làng đó, mà cứ lên không gian mạng nó thích thể hiện. Ở những ngày vừa qua quý vị thấy là nó lên nó chửi ông sư minh tuệ tan nát luôn. Rồi anh em tất cả những kênh nào đó mà lên lật mặt nó là bây giờ nó xin lỗi quý vị một câu nha, nó còn bây giờ nó đòi nó banh cái xà lông già của nó ra, nó gọi anh em tới để mà cái như là thưởng thức, thưởng cái ông nậu mà với thưởng thức dịp già. Bây giờ cái đó đó, cái mà gọi là xà lông xà đồ gì đó mà mày lên, mà lên like mà để đó, cái đó nó thật sự đó, mà đem lên mà đặt cái chỗ nào mà cảm thấy là trang nghiêm trang trọng nhất cuộc đời của mày đó, nghe không? Già mà không có một cái nếp nào hết trơn trọi vậy. Ủa mày, tao hỏi mày đó, mày là một cái con ngoại đạo, mày biết gì liên quan chỗ ông Sư Minh Tuệ mà mày lên mà chửi ông Sư Minh Tuệ? Mày biết gì trong đạo Phật mà lên mà chửi? Có phải đây là một trong những cái mà mày là một cái con già mất nết hay không? Mày lên mày chửi ông Sư Minh Tuệ thì ít ra mày phải đưa ra một cái lý do nào mà chửi. Đằng này mày chẳng có một lý do nào cả rồi mày lên mày chửi ông Sư Minh Tuệ. Ủa mày là một con già gì đâu mà thật sự mày bao nhiêu cái drama mày đã nhận cái nhục cái nhã rồi. Ở cái drama của bà Hằng đó là mày vô mày cũng liếm mày kiếm ăn. Đó, rồi mày nhận tiền bắt đầu là khi sau khi bà Hằng bị bắt, sau khi cái như là cái đồng bọn bên này bị bắt đó, là mày cũng lên mày khai. Có không dịp già? Hả? Có không? Cái thứ mày còn chi mà lạ nữa, trên không gian mạng này đâu có còn lạ. Mày là một con già mà thật sự đó, mày không có một cái liêm sỉ nào hết á. Thì thôi mày động chạm người đời thì tao không có nói, nhưng bây giờ mày động chạm tới cả những cái vị gọi là những vị tu hành ở một cái con người mà cái nết ở đó chỗ nào vậy? Ủa mình lên mình nó thật sự mình là người lớn rồi thì mình cũng phải là giữ một trong những cái nết na chứ cưng. Ở chứ bây giờ nó thật sự quá chồng miết rồi, bây giờ nó gọi là nó lên tới não rồi hả? Ủa ngày xưa là thật sự mày làm cái gì mày sống vậy dịp già, mà bây giờ mày già rồi mày không còn hành nghề được hả? Hay là bây giờ mày lên rồi mày gọi là cái như là mày chửi thuê chửi mướn, rồi mày đi chửi một ông sư mà thấy đạo đức mày ghê sợ. Đã đi lên đấy bây giờ là chửi một ông sư để kiếm ăn. Một con cái là thật sự quý vị nó già mà thật sự không có một cái nết nào hết trơn rồi. Với ai thì có thể gọi là chị là cô là chú, còn riêng cái con dịp già này xin thưa quý vị nó không có một cái nết. Nó không có một cái đạo hạnh, không có một cái đức hạnh nào để chúng ta gọi nó bằng chị, bằng cô, bằng chú cả. Cái sự thật là nó mắc lòng, mình phải chấp nhận những cái vấn đề. Chứ không thể nào bây giờ nó thật sự một cái loại mà bây giờ nó mặc toàn áo vàng mã không, mà bây giờ mình sao mà gọi là mình tôn thờ nó được. Tôi nói thật sự một cái điều nó cực kỳ vô lý. Một cái con ngoại đạo không biết gì liên quan đến là y phán tảo, không biết gì liên quan đến đạo Phật, mà cũng là lên cũng sang sảng, lên cũng như đúng rồi. Ủa tao hỏi mày, mày biết gì trong này hay dịp già? Hả? Cái con già này xin thưa quý vị nó mất nết nhiều rồi mà không ai dạy dỗ, không ai bé nanh đó, là bắt đầu là nó trùi trùi nó sống vậy đó. Quý vị biết trong cái drama của bà Hằng nó trốn như nó trốn rắn mùng năm, nó trốn như mà chó mà cái như là trốn mưa đó, mà đến bây giờ quý vị thấy không? Nó lên bắt đầu là nó cũng thích thích chòi chòi lại, bây giờ đối móc mỏ đúng không? Hả? Ngày xưa đồ cũng có những cái người như Thanh Trần Thanh Đồ bắt đầu nó tung ra cho những cái gọi là cái bài cái vở rồi mày lên rồi mày cũng làm mày chữ mày bới, bây giờ nó thật sự không còn người hướng dẫn rồi mày u mê ra rồi mày lên bây giờ mày hết chuyện mày đưa cái xà lông ra mày cũng điên hả? Mày già rồi sao mà lên mà đưa xà lông ra mất nết dữ vậy? Trời ơi, bây giờ nó lên nó banh xà lông ra, nó banh xà lông ra, bây giờ ai mà chữ nó banh xà lông ra trơn rồi. Ủa nó thật sự bây giờ đó, cái xà lông mày cho chó mà liếm xin thưa quý vị nha, cho tôi hôm nay tôi xả một bữa. Cái xà lông con này thật sự cho chó mà chó bắt dê đó, nó liếm nó còn chê đó. Mà bây giờ mày lên cộng đồng mạng mày đưa cái xà lông ra con điên hả?
Sao mà không có một cái liêm sĩ nào trơn trọi vậy? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giới, quý vị, với con này là không cần phân tích. Với con này là chung là có phân cục mà nhét vô mồm rồi đó, chứ không có phân tích được. Một trong những người cũng đã lớn tuổi rồi, mình phải làm như thế nào để cho những người mà họ nhỏ hơn họ kính trọng. Chứ còn không thể nào một con người mà kể như là thật sự quý vị, anh không ngồi rồi rửng mỡ rồi đi móc đầu này chữ, móc đầu kia chữ. Ông sư Minh Tuệ ông làm gì nên tội mà đi chữ ông? Thể dịp già. Ông sư Minh Tuệ ông có động tới cái nồi cơm trả mắm mày không? Ông có động tới là cửu quyền thất tổ nhà mày không? Đó mà mày lên mà chửi. Mày lên đó là cái món của mày đó, là chuẩn bị tư thế là ai mà hỏi một cái là mày táp như là gọi là chó hoang rồi. Đó. Rồi bây giờ đó cái tư thế bây giờ mày lên gọi là một cánh cừa, một cánh bừa, cánh càng để mà gọi là cái như là để gọi là đó hả? Ê con người mà sao, tại sao mà thật sự mày u mê đến mức mà u mê cũng vừa thôi chứ con dịp già. Hả? Mày lên mà bảo rằng ông sư Minh Tuệ là thơ này thơ nọ, cách mạng màu, cách mạng đồ, mà tao hỏi mày, mày có chứng minh gì hay không? Mày có bằng chứng hay không? Hay con điên? Hay là bây giờ đó mày hết lên mà chữ Hoàng Sáu, chữ Nhất Phương, bây giờ qua chữ tới lang thang Sài Gòn mà đứa nào mày cũng bảo rằng là cái như là xà lông. Tao nói mà cái xà lông của mày đó, đó là bây giờ nó lên riêu đúng không? Cái xà lông của mày bây giờ nó thật sự không, ngày xưa đến giờ đó là chó nó không còn liếm rồi đúng không? Cho nên bây giờ mày gọi là mày ngứa nghề rồi hả? Tại sao? Bà con hết sức thông cảm nha. Với con này xin thưa quý vị, nó mất nết quá chừng quá đất, cho nên hôm nay xin lỗi quý vị một cái vấn đề. Ở cho tôi dũa con này một clip này, ở clip sau tiếp tục phân tích. Một cái con mà thật sự mày lên thì ít ra mày cũng phải có một cái nốt nào đó mày nói chuyện với cộng đồng. Rồi mày lên mày chửi người ta, mày đào cha bới âm người ta lên. Ủa mày là cái gì đó dịp già? Mày là một con già mà sao thật sự cái nết của mày mà tôi thật sự mà nó gọi là thối tha bỉ ổi như vậy? Mày hơn thua, mày bị hơn thua với một ông sư. Mà trong cái đó ông sư ông không làm gì nên tội. Ông sư là một trong những người mà bây giờ ông đã giữ một cái gọi là cái khổ hạnh để ông được đi tu mà cũng không được yên với cái món của mày. Mày là một cái con gọi là con ngoại đạo. Mày là một con chẳng biết cái đất chó gì trong cái gọi là cái đạo Phật cả. Mà mày lên, mày lên bắt đầu là mày chữ ẩm, mày lên để mà xúc phạm ẩm. Ủa ai mướn mà giỏi dịp già? Hả? Mày nói đi, tao cho mày số tiền gấp 10 lần. Mà chỉ cái đứa nào mà mướn mày đó, tao cho mày số tiền gấp 10 lần. Mày tin không? Đó, mày lên mạng mà chửi đi, chỉ đi. Đứa nào mướn mày số tiền bao nhiêu, tao sẽ cho mày gấp 10 lần. Với điều kiện đó, mày phải quỳ xuống, mày xin lỗi. Nghe chưa? Cái thứ mày nó thật sự mày đói quá rồi, bây giờ phân mà dục ra mày cũng táp được đó. Mày bây giờ ăn như cá tra đó. Ngày xưa trong câu chuyện của chị Hằng, mày ăn uống như thế nào rồi? Hả? Trong câu chuyện của chị Hằng nó thật sự mày cũng là một cái con dơ. Mày lên đó mày liếm láp cho đã rồi mà chữ cũng không phân biệt đúng sai. Đó. Rồi bây giờ trong câu chuyện của là ông sư Minh Tuệ nữa. Ngày xưa tao hỏi mày trong câu chuyện của chị Hằng mày nói những cái gì đúng? Mày đã nói những cái gì trong câu chuyện của chị Hằng đúng và mày nói những cái gì sai mà tao hỏi mày nè. Ủa sao, tại sao đó? Ở lúc người ta xuống là mày trốn như mà thật sự trốn là chó mà trốn mưa vậy? Hả? Cái mỏ của mày đó, cái mỏ của mày nói chung nó thật sự già rồi á, mà nó thật sự nó còn thúi hơn cả cái con cầu. Mà mày là đẹp lành, đẹp đẽ lành chó gì à, cứ lên không gian mạng đó, lên không gian mạng đó rồi cái thật sự tôi nói thật sự nó chữ toàn là chữ những người đáng kính không đó. Riêng chị Hằng thì chị lên chị cũng có những cái gọi là phát ngôn chị cũng để mà đóng góp một cái tiếng nói cho đời và chị cũng lật mặt những cái thành phần đáng được lật mặt. Đây là một trong những cái công. Nhưng mà trong quá trình chị lên chị phát ngôn có những cái gọi là nó lỡ miệng đó, thì cái này xin thưa quý vị cũng phải chấp nhận thôi đó. Cuộc chơi mà đã chơi thì phải chịu. Nhưng mà cái con dịch già này là một trong những cái con gọi là cái như là nó là chuyên gia chữ thuê chữ mướn. Một trong những con gọi là bây giờ đó già rồi không hành nghề được đó, lên chữ thuê chữ mướn để mà thích thể hiện đại đa số rằng cái như là tấp vô chữ mấy người đáng kính như là ông sư Minh Tuệ. Thì quý vị thấy đi, cái con này có xứng đáng để chúng ta coi như là im lặng hay không? Nó chữ rất nhiều clip quý vị, nó chữ là từ trước giờ nó chữ quá trời quá đất. Hôm nay tôi có dịp tôi mới xem lại thì nó chữ thật sự quý vị không còn một non nước nào mà để nói. Nó cho rằng ông sư Minh Tuệ là một trong những người ở rùng miệng thúi. Rồi cái cho rằng ông sư Minh Tuệ là một trong những người không đánh răng không sổ lãi. Cái đấy để dành cho mày ở dịp già à, cái đấy mấy cái đó đó để dành khi nào mày đói mày há miệng ra ông tới ông xả vô mỏ mày đó, hiểu không? Cần chi mà xả làm chi, cần chi mà diệt mấy công đó, chỉ cần mà thật sự khi nào mà dịp già mà đói mà há miệng ra ông sư Minh Tuệ tới ông xả vô đó, để làm cho mày thức ăn gọi thức ăn qua ngày
để mà sống mà chờ qua đời. Hiểu chưa con dịch già? Trời đất thánh thần thiên địa ai động ông động cha gì đó mà nó già rồi nó lên chữ một ông sư. Ở mày lên chữ một ông sư được mà cộng đồng mạng không được, vấn đề không được bình luận với mày hả? Tự nhiên một ông sư, ông không ăn không đồ gì của ông của cha mày, bắt đầu là mới là chửi. Rồi bây giờ đó, mày chửi rồi cộng đồng mạng lên bắt đầu là hốt đầu chó mà ra đó, bươi những cái câu chuyện mà quá khứ dơ giấy dĩ dãn của mày đó. Rồi bây giờ mày lên gọi là mày tức đành đạch, mày dễ là đạch coi chừng. Cái tướng của mày tao thấy rằng mỡ máu cũng nhiều lắm đó dịch già. Coi chừng mày nhảy, coi chừng tăng sông lên là còn đứt bóng giang hồ đó cưng. Đúng không? Thứ mày đó bây giờ nó thật sự mà dục ra chó mà cái như là nhốt 7 năm đó nó cũng chưa thành sờ tới. Mày biết bây giờ chỗ nào mà thật sự nó xử mà được không? Ngựa Đại Nam đó, mấy con ngựa nập Đại Nam đó. À, chị Hằng cũng chuẩn bị ra đó, liên lạc chỗ chị Hằng, đăng ký một vé đi, vô để cho cái như là mấy con ngựa mà ngựa giống của chị Hằng đó. Ở rồi nó sẽ là nó khám phá lại là cái xà lông của là cái dịch già như thế nào. Nghe chưa? Tao thấy mày lên mày quảng cáo toàn xà lông không hả? Ủa mày già mà sao mất đó giờ 68 tuổi rồi. 68 tuổi rồi còn cái nghĩa địa gì nữa mày lên mày còn đưa xà lông hả con điên? Ủa bây giờ mày không còn cái tài sản nào ngoài vốn tự có hả? Mày không còn bất kỳ một tài sản nào ngoài vốn tự có, bây giờ là đụng tới là mày lên mày khoe xà lông, đụng tới là mày bảo người ta húp xà lông. Cái hấp như vậy mày xem lại cửu quyền mày đó, nếu mà có thèm lắm thì đặt lên mà cúng mà dân hàng ngày. Còn ở cộng đồng mạng đã lên cộng đồng mạng nói cho lịch sự rõ ràng, chứ mày đừng bao giờ đó mày đưa ra cái thói gọi là mất dạy đó rồi đỡ mày lên gọi là mày tấn công cộng đồng một những trăm những cái lời mà gọi nó bừa bộn, nó gọi là thói tha như vậy. Bà con phải hết sức thông cảm. Trời ơi, bây giờ một cái con mà thật sự một cái con già mà 60 mấy tuổi đầu, nó đâu phải là trẻ trung gì. À, thà trẻ trung người ta nó bảo rằng nó lỡ miệng lỡ mồm, hay là nó có những cái gọi là nó phát ngôn nó cũng là lệch chuẩn lệch đồ. Đằng này một con già mà lên nói như vậy, xin thưa quý vị có chấp nhận được hay không? Một con già mà đạo đức là xem như là zero đó, lên toàn là cái như là quý vị thấy quý vị nào cứ vô xem là quý vị cảm thấy khủng khiếp. Thậm chí rằng khán giả vô bình luận nó chửi luôn khán giả luôn, nó đào ông bới cha khán giả nó chửi luôn. Thì quý vị nghĩ con này nó bị thần kinh á. Tao nói con dịch già nè, nếu như mày bị nặng quá thì lo đi vô Biên Hòa mà khám đi. Chứ tao nói chị Hằng đợt này chị ra đó là mày cũng thật sự mày thoát không nổi đâu. Nghe chưa? Mày là một con gọi là thật sự nó quá dơ. Mày là một trong những con là anh gọi là anh bừa anh bãi. Mày anh còn tệ hơn là mấy con bù hung nữa. Biết mấy bù hung ăn gì không? Hả? Bây giờ cái câu chuyện ông sư mà mày lên mày cũng là chữ ông sư để mà kiếm ăn. Ủa bây giờ tao hỏi mày đó, bây giờ mày đói thì mày có thể là mày đáng bán mấy số được mà. Chị mày nằm liệt một chỗ chứ đâu phải mày nằm liệt một chỗ đâu. Mày đói thì mày đi bán mấy số được. Ủa tại sao mày không đi lao động chân chính mà kiếm ăn? Bây giờ mày gọi là mày lên mày chửi thuê chửi mướn để kể như là mày kiếm ăn là sao hỏi dịch già? Hả? Cái ông sư Minh Tuệ ông làm gì nó tội? Ông động chạm gì tới gia đình dòng họ của mày? Ông động chạm gì đến đạo của mày? Mày là ngoại đạo, mày là một con không phải đạo Phật. Ủa tại sao mày lại lên chữ một người đạo Phật của chúng ta? Hả con điên? Hả? Động ông động cha mà lên hả? Ở sao bây giờ thật sự mày lên mà chữ ông sư Minh Tuệ như vậy? Mày làm cái gì cũng là đạo đức một con người, hiểu không? Phải dùng cái đạo đức một con người rồi mình mới lên cộng đồng mạng mình chia sẻ. Còn cái thứ của cái con dịch già đó quý vị, cái đạo đức mà là zero, nghe chưa? Mày lên mà còn đòi banh xà lông ra để mày còn cái như là mày khè cái thiên hạ. Mày gì đó, mày xem gia đình mày còn ai là cái người cao niên mà lớn tuổi đó. Thì mày đem mày khoe cho người ta, xem người ta gọi là thử cái xà lông của mày đó, cái con điên. Trời đất giận mà giận tím người với cái con già mất nết này quý vị. Đã già rồi ta sống sao mà có một cái đức hạnh, một cái nết na một chút đi. Ta rửa lại cái nết đi, hèn cái thứ vậy, hèn đâu có chồng quý vị. Cái thứ này chung là thật sự, tôi nói là cái như là cái giống như là một trong những cái chỗ mà ngã ba đường thôi. Chứ con này thật sự quý vị nó không chồng là lý do như vậy. Đấy. Chồng nào mà chịu nổi con này, hiểu quý vị? Chồng nào mà cái miệng cứ bay bái cái miệng mà thật sự như là cái bô công cộng đó, như một cái hầm xí công cộng đó, cái chồng nào chịu nổi? Ở cỡ con này xin thưa quý vị không có chồng nào mà chịu nổi, tôi đảm bảo quý vị luôn. Không có thằng chồng nào mà thật sự mà chấp nhận chịu nổi với con dịp già này hết. Trời ơi, một con người thì mình lên không gian mạng mình cũng biết đâu đúng đâu sai. Đúng không?
Tự nhiên mình ở đâu đó rồi nhảy vô rồi điện qua Hoàng Sáu rồi chứ ông sư Minh Tuệ. Ủa ông sư Minh Tuệ với Hoàng Sáu làm gì mày? Hả? Rồi mày ăn không được hả? Hay sao? Hay là bây giờ mày là mày mà mày là một cái thành phần mà chữ thuê chữ mướn, mày nhận lệnh từ ai vậy? Thì mày cứ mày lên đi, mày lên mày nhận đi rồi tao cho tiền mày, tao cho gấp 10 lần. Nghe dịch già. Già mà không có một cái nết nào trên trời coi chừng. À, coi chừng cái nết mà sống như vậy dịch già. À, ta thấy tuổi mày cũng cao rồi đó, cũng là gần đất xa trời đó. À, mày một nè, quan lùng là hai nè, à, cái con mà sư cô ba chồng cái là ba nè, con miễn là bốn nè, rồi cái hàng loạt cả như cái con mà cái như bây giờ bán tiệm tạp hóa mà cũng là cái như là cũng là vứt chồng vứt con cũng bỏ chạy trốn nè. À, tôi coi chừng thật sự lũ bay á, là cái như ta nói thật sự đến ngày của lũ bay mà gọi là lìa lìa cuộc đời này đó, thật sự ta nghĩ chắc không ai mà hàng xóm không ai mà tới ngó lũ bay một lần đâu. Lũ bay sống mà nó dơ quá trời quá đất mà, đúng không? Chờ ta hơn thua với người ngoài đi, tự nhiên hơn thua một ông sư. Tự nhiên bây giờ thật sự đi chữ một ông sư rồi bay thánh một ông sư đó, bay có gọi là cái hãnh diện không? Một ông sư ông không làm nên tội, một ông sư ông không có nói đậm tới lũ bay một câu từ dù chỉ là một câu, mà lũ bay lại lên bay rồi xúc phạm bay chửi bới ông sư như vậy. Ủa lương tri đạo đức lũ bay ở đâu hả dịch già? Hả con dịch già, lương tri lũ đạo đức lũ bay nằm ở đâu? Ít ra mày lên mày nói thì mày cũng phải có một cái sự mà nó lịch sự văn minh. Ở đằng này mày lên là mày bợ nguyên cả con xà lông của mày lên mạng mày khoe. Ủa mày lịch sự ghê ha. À, già mà già cái nết dở sợ không? Tôi xin lỗi quý vị chứ còn cái con này đó, cái xà lông của con này thật sự cho chó nó còn chê. À, nhưng mà nó thật sự ngựa Đại Nam có thể nó sử dụng được. Chứ còn nếu thật sự cái xà lông con này cho chó còn chê cho nó mang lên mạng nó khoe. Quý vị cứ vô cái kênh của nó đi. À, quý vị sẽ thấy là nó lên nó mang cái xà lông lên mạng nó khoe. Một trong những con già mắc nết, một trong những con già gọi là thật sự là vô tri vô ý thức. À, cho nên mày mới lên mạng mà chia sẻ những cái gọi là xàm xí đú. Trời mày rồi mày đi chữ Nhất Phương rồi đi chữ Hoàng Sáu rồi bây giờ đi chữ tới tao. Nó thật sự cái con này á, nó thật sự quý vị con này nó bị nặng lắm rồi. À, cái con này giống như mấy con nái đấy, giống mấy con nái mà xin thưa quý vị là gọi là cái như là nó tư thì đấy. À, là không đụng tới là gọi là phá bức chuồng. Con này là một trong những con dạng tư thì giai đoạn cuối đấy. Cho nên bây giờ đó quý vị thấy không, trời cái nó đem cái bất kỳ cái gì nó cũng đem xà lông nó ra mà nó nghĩ rằng cái xà lông nó đó. À, tao nói mày đó, nói con dịp già nghe nè, cái xà lông đó là cha mẹ mày tạo ra thì bây giờ mày phải đưa cha mẹ mày thưởng thức trước, hiểu không? Mày phải là cái thừa trong nhà mới ra người ngoài, cha mẹ mày đó nếu còn sống là đưa cha mẹ mày thưởng thức trước đi, hoặc là nếu có chết rồi đó thì đem lên bàn thờ mà cúng rồi dặm đi, rồi mới đưa ra cho xã hội. Một con già như mày thật sự phải đáng khinh, một con già như mày buộc tao phải lên có những cái lời lẽ mà thật sự nó phải như thế này. Trời ơi mình là tử tế đàng hoàng chó gì đâu, cứ lên không gian mạng cái thích thể hiện, ở lên không gian mạng rồi cứ như là đưa chỉ một ông sư, xin thưa quý vị nó bức xúc làm sao đó. Thà nó đi nói với người ngoài thì tôi không có bao giờ tôi nói, mà đằng này nó đi nói với một ông sư, nó chửi một ông sư, nó nhục mạ một ông sư, rồi nó ghép ông sư tội này ghép ông sư tội kia, mà trong khi đó thật sự ông sư Minh Tuệ nếu như ông có tội là nhà nước đã xử lý ông rồi, chứ không để ông mà bây giờ ông phải đi khất thực như vậy. Không phải là để ổng mà cái như là anh em an ninh bắt đầu là cũng phải là để mà cái như là có những cái động thái là bảo vệ cho ổng. Vì người ta nói thật sự người ta tu hành một cách chân chính. Đấy. Người ta không có làm ảnh hưởng đến bất kỳ cái vấn đề gì, thậm chí là an ninh trật tự. Ông sư mới tuổi ổng cũng rất sợ. Đấy. Ông sợ bà con tụ tập, sợ bà con bắt đầu là cái như là vì cái sự hiếu kỳ rồi ổng trốn. Ông trốn ẩn tu mà đến bây giờ quý vị thấy chỗ con Diệp già này nó lên gọi nó chửi bới xúc phạm ổng ghê không? Rồi cái anh em lên nói bắt đầu nó quay ra nó gọi nó đưa xà lông nó lên. Đó, đưa xà lông lên gọi nó chửi anh em. Quý vị thấy khủng khiếp không? Con già này xin thưa quý vị phải mài cái mỏ đi cho đỡ cái mỏ của nó bây giờ nó mọc quá dòi đâu. Đó. Hôm nay cái clip này nhẹ nhẹ nhàng nhàng với con Diệp già một xíu. Rồi cái clip sau, rồi ta sẽ mài cái miệng mày cho mày hiểu con Diệp già, cho mày bớt đi. Mày cái dạng dạng con già mà còn ngáo ngôn lên không gian mạng mà tào lao bá xí không. Ủa ta hỏi mày đó, ông sư Minh Tuệ ông anh của cha mày sao mà lên mà chửi dữ vậy? Ê, con điên
bỏ đi nha, bỏ đi, trời lên mà lôi lăng thang Sài Gòn ra, nó chữ là như con không đẻ quá vậy. Cảm ơn tất cả quý vị, và tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc cái clip tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con hết sức thông cảm nha, xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian nhiều qua. Chúc tất cả quý vị sức khỏe và hẹn lại quý vị vào cái clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả quý vị.